Đây là một cái trải nghiệm vô cùng thú vị mọi người ạ. Lần đầu tiên ngồi nướng bánh với một cái cảm giác như là lửa nó cứ hực hực vô trong người. Thì sự với cái nghề này là mình cảm thấy cảm giác là mình đang ngồi trong một cái lò xông hơi kiểu như là Hàn Quốc. Với Ngọc chưa gì Ngọc đã ngồi thấm những dòng mồ hôi rồi. Bánh chưa chín mẹ đã chín rồi. Thì hôm nay thì trời đang mưa thì anh sẽ dẫn em vô để thưởng thức một cái món bánh tráng ở Lạc Lâm ha. Đây là một trong những cái món bánh rất là nổi tiếng. Và ở đây thì em thấy sẽ có một cái điều đặc biệt là bánh hoàn toàn được nướng bằng tay và bằng than, chứ không sử dụng công nghệ máy móc. Thơm nước mũi luôn. Thơm, vô đây là thơm nước mũi. Cô ơi, cô cho con mấy cái bánh tráng đi cô. Dạ. Cho con mấy cái bánh tráng. Dạ. Cho anh hai đi. Ở đây thì nó vẫn có những cái bánh như vậy. Thì em thưởng thức thử coi ở đây nó có gì đặc biệt hơn so với ở Đà Lạt nhé. Tại lò luôn. Cảm giác nó như thế nào? Nó vẫn còn nguyên cái hương vị của một bánh ngon. Bánh rất là giòn đúng không? Dạ, nóng. Bánh rất là giòn. Nghe em thấy những cái mắm thì em thấy là nó có khác gì so với ở những cái chỗ khác không? Trên đó bạn thấy cái kiểu là cái mùi mắm nó không có rõ ràng lắm, nó giống như là họ dùng cái gì để thay thế đại loại vậy. Nó không có ra cái mùi rút đặc trưng như này. Sẵn ngày hôm nay á thì anh cũng sẽ mời cô chủ quán vô để em hiểu rõ hơn là để làm sao để mình có được một cái bánh như thế này. Giới thiệu với cô, đây là bạn Ngọc ở Đà Lạt, bạn xuống. Dạ. Giới thiệu với Ngọc, đây là cô Hằng, là chủ của cái tiệm bánh này. Thì khi mà Ngọc ăn cái bánh này thì Ngọc cảm thấy nó cái hương vị nó tương đối khác so với những cái bánh ở Đà Lạt. Thì Ngọc muốn tìm hiểu là tại sao nó lại, cái nguyên nhân vì sao mà nó lại có cái sự khác biệt như vậy. Không biết là cô có thể giúp Ngọc để biết được thêm những cái thông tin là ví dụ như là những cái nguyên vật liệu thì mình như mắm rút rồi thì là mình làm thủ công hay là đặt mua ở đâu vậy? À, mắm thì cô lấy ở Thanh Giang. Thanh Giang về mình tự pha chế. Dạ, mình có thêm đó, thêm bột ngọt rồi thêm đường. Dạ. Nếu mà nó mà mặn quá thì mình lại cho thêm ít me nữa. Dạ. Em thấy đặc biệt ở đây là con ăn cảm thấy nó có mùi rút hơn so với những cái loại mà bán ở đã có rồi ở trên. Dạ. Tại vì mắm của cô lấy bao giờ cô cũng phải nói người ta là lấy cái loại mắm đặc cho cô. Đặc mật tuyệt đối là không có màu. Còn cái màu của nó đây là chỉ là màu ớt thôi. Dạ, dạ, dạ. Cho nên màu nó tự nhiên chứ không có như là những chỗ khác màu của nó đỏ khác. Dạ, nó sẫm lại luôn. Nó vẫn giữ lại màu trắng của bánh tráng. Ừ. Mà dầu cũng làm toàn dầu ngon. Dạ. Chứ không có làm dầu can. Dạ. Cái dầu mè. Như theo con được biết thì cái tiệm của mình là chắc là làm cũng tương đối lâu rồi đúng không cô nhỉ? Nếu mà đúng thì nó vào là hơn 10 năm, còn 11 năm. Chắc là cô bắt nguồn từ cái hồi đấy là lý do vì sao mà cô chọn làm cái nghề bánh này nhỉ? Lúc chọn cái nghề này thì cô nghĩ là thôi thì cái này nó dễ mà nó ăn được, để dành được, mang đi xa được. Đấy. Còn nếu như cái bánh hành ấy là mình phải ăn ngay. Chứ còn mang đi xa thì khó. Cho nên bánh này bây giờ nó đi các nước châu Âu cũng được mấy nước rồi. Cửa hàng mình đã nhập bánh đi các nước ở ngoài Việt Nam rồi. Đi mấy nước người ta về làm quà tại vì ăn thấy ngon.
mà cái gia vị mà có ngon này thì mình phải khiêm nhường một tí, là vì khi mà cô mới mở ra ấy cũng đâu được như này, nhưng mà khi mà những khách đến ăn, ví dụ người ta góp ý thì mình phải nghe. Yeah. Người ta bảo hôm nay có người ăn, người ta bảo thiếu mặn, thiếu ngọt thì mình thêm đường. Đấy, thế là nếu mà bảo là dư thì là mình lại bớt đi. Nên bây giờ ông vô tình thì cái là nó cũng hợp khẩu vị với nhiều người. Chứ còn nếu mà bảo một mình thì cũng khó mà thành công được. Dạ, tại sao là cũng trải qua những cái công đoạn mình đã rút kinh nghiệm từ rất là nhiều năm để ra được cái bánh như thế này. Cái kinh nghiệm từ khách hàng thật lòng với mình. Dạ. Mình lại phải chịu lắng nghe. Giờ đây thì con thấy như là bánh mình là hoàn toàn sản xuất bằng tay, người ta mình không sử dụng công nghệ như hiện tại, là con thấy có nhiều lò họ đã đầu tư những cái công nghệ máy để mà mình nướng thôi. Thứ nhất nếu mà nói mà về mà cái bánh dày của cô là nếu mà làm máy cũng không làm được, mà hơn nữa ấy, là cô làm nhiều năm rồi thì cái hương vị của mình nó quá quen thuộc rồi, khi mà nó vào cái máy nó không còn được như cái hương vị này nữa, thì cho nên cô cũng đã mua máy và đã làm thử chỉ có thử để xem nó như nào thôi. Tôi bán lỗ luôn 6 triệu cái máy. Cho nên là lại cứ giữ lại làm tay ấy, chứ làm tay vất vả lắm. Còn hơn là bán một hồi. Nhưng ở đây thì một ngày mình sản xuất khoảng bao nhiêu bánh cô nhỉ? Cô làm này nếu mà nướng nhanh thì nó không ngon, cho nên là nướng nó để đạt với cái ý của mình ấy, thì một ngày cô chỉ nướng chỉ được 2 thiên đổ về, 2.000 cái đổ về. Tại vì muốn bếp, còn nếu mà thí dụ như mà thị trường mà thí dụ ấy thêm thì mình lại phải thêm bếp nữa thì mới được, chứ còn như này là mình đã nướng từ sáng đấy, một tiếng nó không có ra được bao nhiêu, mà nếu mà nướng nhanh thì ăn không ngon. Như ở đây con thấy có một số cô chú làm ở đây là như thợ của mình, là đây là khoảng bao nhiêu người cô? Dạ cô toàn trong gia đình thôi, vì có một người công rất là vào tất cả 6 người. 6 người xuyên suốt nướng là 6 người là vừa đóng thùng vừa chét mắm vào bánh này, vì nướng thì 4 bếp. Nói cô này, một cái bánh mà đặc chuẩn thì nó sẽ tiêu chuẩn nó sẽ như thế nào thì cô cảm thấy là vừa ý của cô hả? Dạ. Nếu mà vừa ý là nó nướng nó vừa vàng, mà nó vàng mà cái bánh nó vẫn còn thẳng, nó không có bị cong phồng thành là là cô ưng đi bánh như thế, mà nó vẫn nở xốp kìa, chứ còn không phải là nó thẳng mà nó chai thì nó lại khác. Thì con thấy nó như nó có một số bánh thì nó đóng như bị thì gần như là nó vẫn còn cái trắng đó, là cái đó mình là phải sống mà cô. Thì là đại khái là những chỗ khác mà nói là cái móng nó không đều, nó cục, thì là khi ở cái bánh ở dưới nó chưa chín. Để mà xử lý được một cái bánh như thế này thì phải nói là cần rất là nhiều kinh nghiệm cho này. Cho nên ở đây bây giờ đâu có ai nướng được như này. Nếu mà bảo ngồi mà nướng thì đi ở Lạc Lâm đúng là bao nhiêu cơ sở chứ đâu phải ít, phải mười mấy cơ sở, nhưng mà không ai ngồi nướng được. Có những người cũng thử rồi, nhưng mà không nướng được. Tại vì người ta nóng ruột lắm. Như nhà cô thì làm quen rồi thì mình cứ cái bếp lớn như kia 6 cái cứ lai dai từ từ rồi mình chở. Chứ còn những người ta nóng ruột, người ta cứ để lửa hồng thì cái bánh nó cũng còn ngon. Cái này là phải để lửa, phải cái lửa rất là nhẹ. Nó chỉ lưu diêu mà nó mà nhẹ quá thì nó cũng không được. Mà nó khổ đấy rồi đấy, nếu mà quạt cũng không chín được bánh. Cho nên phải chịu khó nóng. Ngồi đâu có quạt máy được đâu. Nên là phải ngồi là lửa 24/24. Chịu vậy, chứ còn gì không qua được. Như cái khoản thu nhập, như gia đình mình hiện tại làm cái này thì cái thu nhập nó đủ để trang trải kinh tế gia đình không? Nếu mà bảo trang trải kinh tế gia đình thì thoải mái. Trong thời gian sắp tới thì cô có gì đặt này, ví dụ như nâng cấp cơ sở mình lên thêm lò hay là xây cho nó khang trang lên, hay là cô muốn giữ nguyên cái? Cô thì cũng có ý định như thế, nhưng mà có người ấy thì vào lại bảo là phải để như này nó mới dân dã. Đấy, người ta bảo nếu mà là nướng bếp thì nên để như này nó dân dã hơn. Đấy, thì cũng chưa hiểu nào để thôi. Nhiều lúc để như thế này mình vô mình ăn mình là cảm thấy
vừa coi cái cô chú vẫn là nướng nên mà cảm giác cái bánh ăn của nó sẽ rất là ngon hơn là cái chuyện là mình cầm đi một cái nơi khác nó sang trọng ăn đúng không? Là cái nướng tay xong này nó thì nó dạng dân dã. Dạ. Yeah. Là nó giữ được những cái truyền thống từ xưa tới giờ. Đó. Ăn uống nó phải thoải mái, nó có cảm giác thoải mái nha. Để lúc vô mấy chỗ sang trọng á mình phải khép nép lại á. kiểu như này ăn bụi. Như là gia đình mình là chỉ có xuyên suốt làm cái bánh này thôi chứ mình cũng có làm cái nghề khác đâu không? Có, nhưng cô có làm quán nét nữa. Thì chú ở nhà chú quay nét. Ngồi cái loại bánh mắm ruốc nè, cô có cái bánh chén loại nào khác không? Cô không có làm thêm. Dạ. Có, chỉ có bánh trắng mè. Bánh trắng thì mè không thì là để nướng để bán cho những người ta nhà hàng ấy để người ta xúc gọn hay là mấy cái xào lăn. Dạ. Thì cái đấy khi nào mà nhà hàng đặt thì cô làm. Bánh mè cô mà nướng ai nhịn thì muốn ăn. Yeah. Mà tại vì hôm nay không có. Yeah. Như cái này là cái bên kia là mình chiết mắm sẵn rồi mình mới đem ra mình nướng thôi. Mình chiết mắm sẵn cho nó ngấm. Yeah. Phải chờ nó ngấm rồi vào mình mới nướng được. Để bình thường con cứ tưởng là phải trét là mình nướng luôn. Cái bánh tráng thành bỏ lên là. Nhưng mà mấy cái chỗ kia là người ta làm máy cũng vậy, cứ được cái nào cho máy luôn. Yeah. Cho máy luôn. Chứ nó không có. Nên là cái bánh ở đây ăn mình cảm giác là nó thấm ở bên trong rất là nhiều, cái vị nó rất là đậm đà. Nói với Ngọc chứ thật sự là cái bánh này ở gia đình nó cũng có một bạn ở Sài Gòn. Và bạn hay vô trong này lắm, anh biết được cái địa chỉ đây là tại vì bạn hay vô trong này bạn đặt bánh là nên đi Sài Gòn. Trong đó cực kỳ thích, mỗi lần mà ở trong đó về là bạn phải chạy vô trong này bạn đặt một thùng anh em đi để dành ở trong đó ăn. Cũng như là biếu những cái người thật sự là phải nói là dân địa phương ở đây họ rất là thích cái món bánh đây. Em nếu mà nói mà đúng thì dân địa phương mà ăn là toàn những cô ăn nhiều. Ngay như ngày hôm qua là cô cũng làm cho một người đi Việt kiều về xong mang về làm quà là 600 cái. Đa số người nước ngoài thì họ thích mấy cái gì nó truyền thống như này. Tại vì sang đấy nhiều khi nếu mà bảo nướng này cũng không có giờ mình ngồi mình nướng, cũng ngồi mình nướng. Mà hơn nữa cái này nó hơn đấy là mình để ăn dần được. Có người ta mang sang mà để ăn cả hơn tháng. Ừ. Ăn toàn sợ hết rồi. Thế là ăn rẻ. Như ở đây thì cái giá thành của mình trong một cái bánh như thế này thì khoảng bao nhiêu cô nhỉ? Cô bán 6 ngàn. Bán 6 ngàn cả bao nhiêu năm nay? Như 6-7 năm nay mà không được lên giá cứ vậy ấy, tại vì nhiều khi bây giờ cái máy bánh máy nó ra nhiều quá. Thế là mình không lên giá được chứ còn thì bây giờ giàu lên hơn cái đợt cô mới làm. Ừ. Giàu lên rồi công cũng lên. Ừ. Nhưng mà bây giờ thì giờ mình phải theo thị trường. Thì con thấy ngoài kia là cái cô chú đang nướng rất là thích và con cũng muốn xin cô Lạc con ra con với bạn ra để mà trải nghiệm nướng cái món bánh này được không ạ? Rồi dạ. Để ra thử xem thế nào. Dạ. Có gì cô chỉ thôi mà con lại nướng được một cái bánh như thế này. Rồi. Dạ. Phải nói là hôm nay cô đã chịu thiệt hại bởi bàn tay của hai anh. Dưới sự chỉ dẫn của cô thì mới được một cái bánh như thế này đâu mọi người ạ. Nếu mà thực sự để mà hai anh em làm thì chắc nó phải nói là bị cháy. Cháy chắc cũng khá nhiều nha. Cũng cô hồn á. Cháy đen thôi bị tương đối nhiều. Ok các bạn có thể thấy đây là cái thành phẩm thứ hai của mình.
Và sau cái thành phẩm này thì mình nghĩ là khó. Với cái nghề nướng bánh này cực kỳ khó với mình. Với sự giúp sức của cô thì mình mới nướng được một cái bánh như thế này. Với Ngọc thì Ngọc cảm thấy vất vả hơn. Gần như cái bánh của Ngọc thì hiện tại nó cũng đã gần đó, gần được chín rồi. Không, em đạt trên chuẩn chín nó cháy luôn. Phải nói đây là một cái trải nghiệm vô cùng thú vị mọi người ạ. Lần đầu tiên ngồi nướng bánh với một cái cảm giác như là lửa nó cứ cực vô trong người. Thì sự với cái nghề này là mình cảm thấy cảm giác là mình đang ngồi trong một cái lò xông hơi kiểu như là ở Hàn Quốc. Với Ngọc chưa thì Ngọc đã ngồi thấm những dòng mồ hôi rồi. Bánh chưa chín mẹ là chín. Mày nói là ngồi một hồi nữa chắc có thể là hai anh em có thể là chín luôn. Đấy luôn à. Ok. Đây các bạn có thể coi cái thành phẩm của bạn Ngọc. Cô thì cô đánh giá thì cái bánh này được bao nhiêu phần trăm ạ? À? Cô đang khen em đấy thôi. Như thế này là đạt yêu cầu. Nếu các bạn được trải nghiệm với cái bánh này thì các bạn sẽ thấy cực kỳ ngon. Cái gia vị nó thấm, gần như là mình cảm thấy là nó thấm bên trong cái bánh và ăn rất là giòn. Gần như là mình được ăn từ trong lò đi ra nữa thì cái độ nóng hổi thì rất là thích luôn đó mọi người. Mọi người, bạn nào muốn ăn á thực sự là phải tới đây. Gần như là mình tới đây mình sẽ cảm nhận được rất là nhiều cái vị khác nhau. Để mình miêu tả nó thì gần như nó rất là nhiều vị ở trong này. Cảm giác cái bánh rất là vừa ăn, ngon và nó thấm, nó không quá mặn hay là quá ngọt với cái bánh này. Và cái độ giòn mình cảm giác là nó vừa phải, nó cũng không quá gọi là nó cháy hay là nó không có cái sự chai lì ở đây mà ăn cái bánh rất là giòn, nó rất là đậm đà với cái bánh như thế này. Trải nghiệm với em này, sau khi nướng cái bánh thì em mới, sau khi mà em thử nướng bánh thì em thấy nó cái bánh chén này nó từ với giá mà chỉ với giá 60 đồng thôi thì nó quá rẻ so với những gì mà cô cũng như mấy anh chị em đây đang làm. No comment, ngon. Gần như là bạn Ngọc rất là thích thú với cái bánh này rồi. Gần như nó là một món quà truyền thống ở cái khu này mà dân địa phương để đem đi tặng cho các bạn bè ở những cái phương khác. Gần như ở đây các bạn nó cảm giác tới rồi á thì người ta cũng rất thích. Và gần như nó khi mà ai ăn rồi cái bánh này thì sẽ luôn nhớ về nó. Có một câu chuyện rất là vui của một bạn sinh viên, bạn đã kể cho mình đó là em ở Lạc Lõng em từng ăn cái bánh và khi mà em đi dù bất cứ nơi đâu em cũng phải muốn quay về nơi này để em ăn cái bánh tráng mắm thôi. Nó gắn từ những cái thế hệ học sinh đi trước rất là nhiều tới bây giờ. Thì chuyện đó là cái bánh này không chỉ là mang một cái giá trị là ăn uống ẩm thực không, mà nó còn đó là một cái thời học sinh của các bạn, một cái thời mà gần như là gắn bó từ rất là những giai đoạn rất là nhỏ. Em nghĩ là đôi lúc em nghĩ là những cái gì mà nó đôi lúc những cái mà nó ngon hay là cái gì nó tinh tế nhất, nó không đến sự đơn giản đó. Trong những này nguyên vật liệu khá là dễ, chỉ là mắm bánh chén vậy thôi, nhưng mà hương vị khá là ấn tượng, nó có thể mang đi xa để lâu khá là tiện mà giá thành lại rẻ nữa. Ok, chỉ có thấu nghe một cái đúng không? Mình đã có được một cái bánh như thế này mà phải nói là 6 ngày mà thấm đẫm những cái tình cảm của các cô chú đã gửi vào đây có một cái bấm để khi mình mang đi tặng cho bạn bè thì phải nói mang cả một cái giá trị của quê hương rồi đem đi. Cực kỳ thích với cái bánh này, thì nó là rất là thích. Thực sự mình tin rằng nếu các bạn khi mà đặt chân tới cái quán của cô
thì các bạn sẽ thấy cái bánh truyền thống nó khác với hiện đại ở những cái điểm như thế nào, và cái giá trị của những người nướng bánh bằng tay nó khác so với những cái bánh công nghiệp, từ cái hương vị, màu sắc cho đến cái cách mình cảm nhận cái bánh khi mình ăn hoàn toàn khác. Là như là một cái điều trải nghiệm rất là thích thú trong ngày hôm nay, bản thân Thành đã dẫn Ngọc tới, thì sợ là anh em chị tới là để trải nghiệm về một cái món ăn thôi, nhưng mà không nghĩ là hôm nay mình đã có thêm những cái trải nghiệm khác. Ví dụ như những bánh thì mình sau cái trải nghiệm đó thì mình lại cảm nhận được cái giá trị của một cái bánh như thế nào đó. Nếu như mà có cơ hội em cũng muốn quay lại đây, có thể là giới thiệu với bạn bè hoặc là người thân trải nghiệm cái món này, thì cái địa chỉ cụ thể để mình dễ tìm nhất là ở đâu nè? Thật sự đây thì bánh của cô là bánh tráng mắm cô Hà, và em thật thấy là đây là đối diện với ủy ban xã Lạc Lâm. Nếu mình tìm tới đây thì mình sẽ thấy được cái quán bánh tráng của cô. Mình chỉ cần ở đây, mình chỉ cần đi ngang qua cái ủy ban xã là mình dòm qua đối diện là đã thấy được cái bánh, cái quán của cô rồi. Thì cái chỗ của cô thì nó hơi khuất nên có thể là bạn hiểu các bạn không thấy rõ, nhưng mà mình định vị ngay cái chỗ ủy ban xã là mình sẽ tìm ngay được cái quán của cô. Nó hơi nếp mình trong này hơi thô sơ một xíu, nhưng mà chính cái sự thô sơ này mình sẽ cảm nhận được cái giá trị tinh túy của nó, đúng không? Từ những cái đơn giản nhất mà để chúng ta tạo ra được một cái giá trị lớn, đúng không? Với cái trải nghiệm ngày hôm nay thì em thấy như thế nào nhỉ? Em thấy rất là hay và thú vị, đặc biệt là với việc được thử tay nướng một vài cái bánh. Ok, thì gần như là một cái trải nghiệm rất là hay trong cái ngày hôm nay. Tình cờ trời mưa thôi mà mình đã tìm vô trong này để mà cùng trải nghiệm với cái bánh tráng mắm, với những cái đặc trưng và những giá trị ở đây, đúng không? Thật sự thì bánh tráng ở đây rất ngon, em cũng mong muốn là nhiều người sẽ biết tới nó để nó rộng rãi hơn. Ok. Thì mong rằng các bạn hãy cùng đến đây cùng trải nghiệm như hai anh em chúng tôi, cùng thưởng thức những cái bánh tráng nóng từ lò để mà cảm giác được cái hương vị đặc biệt của nó như thế nào. Và nếu thích cái video này thì các bạn hãy like, subscribe ở phía dưới cho bọn mình nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Yeah.